chào tất cả các chị. Thêm một like buổi chiều cho các chị nữa nha, cả nhà ơi. Chiều nay lên giới thiệu thực phẩm trước nha cả nhà. Đơn thực phẩm em sẽ nhận cho các chị tới ngày 15-16 âm lịch nha các chị. Ngày 15-16 âm lịch là tầm khoảng hết tuần sau là em ngưng ạ. Hết tuần sau là em ngưng nha. Đây là các chị đẹp nhà em có đặt, thì cái đặt để dùng Tết thì các chị tranh thủ các chị đặt giúp em trong tuần này ha. À, chả đơn cận quá em sợ nó lâu bu quá mấy chị, đơn đồ ăn nữa. Mấy cái này thì các chị mua về các chị cứ để tới Tết mình dùng bình thường không có sâu hết nha. Mực xé nha các chị ơi, mực xé nước dừa nha. Mực xé nước dừa là 380 một ký. Rất là ngon nha các chị ơi. Mực này mềm. Nói chung là em thấy mực này là các chị dùng Tết là rất là tiện nè. Cái này đó là một túi như thế này là nửa ký, em hút chân không cho các chị nè. Các chị mua về các chị dùng Tết thì các chị cứ để bình thường nha, để ở ngoài không cần phải để tủ lạnh. Tại vì mấy cái hàng này em đã làm chín cho mấy chị hết rồi. Em chào chị Trần Phước. Mực xé nước dừa 380 một ký cả nhà mình nha. Ngoài ra em còn có mực cán. Mực cán này thì nó sẽ có vị cay nha cả nhà. Mực cán này là sẽ có vị cay, 135.000 một hộp. Một hộp như thế này là 250 gram. Bộ mặt không có ống nhỏ, bộ mặt là cách tân ống rộng. Cơm cháy nha cả nhà mình ơi. Cơm cháy trà bông 70.000 một túi. Một túi như thế này là 70.000, rất là ngon luôn nha. Rồi ngoài ra em có trà bông cho các chị luôn. Trà bông này là trà bông heo nha cả nhà. Một hũ như đầy như thế này là nó nửa ký. Cái hũ này là em ăn bữa giờ rồi. Hũ này là hũ của em ăn bữa giờ, nó còn rồi, nó giật xuống rồi nha. Chứ hũ nguyên là nó sẽ đầy lên. Nửa ký trà bông sẽ rất là nhiều. Tại vì trà bông này á là em làm, em không có pha bột. Bình thường các chị mua ở ngoài các chị ăn cảm giác nó hơi, nó hơi sập sập, nó dạng như nó có bột á, làm ta trộn vô cho nó nặng hơn mấy chị. Trà bông là 450 một ký, còn hũ nửa ký là 225.000. Chị nào đã dùng trà bông nhà em rồi thì các chị biết không? Ở này các chị có thể là cho bé ăn bình thường nha mấy chị. Với lại trà bông này là em làm từ thịt heo tươi, thịt heo nóng á, hàng nóng. Em không có làm hàng đông lạnh. Các chị có thể ăn với cháo trắng, ăn với bánh mì, không? Ăn với khổ qua hay gì đó. Nói chung là ăn, muốn ăn với gì ăn. Khô gà nha các chị, một hũ như thế này là nửa ký luôn. Khô gà thì 320 một ký. Khô gà 320 một ký, khô gà lá chanh, rất là ngon luôn. Nó cũng mềm chứ nó không có cứng nha các chị. Khô gà hũ như thế này là 160.000 nửa ký, rất là nhiều luôn nha các chị. Thế còn là thịt gà không. Các chị có mua về dùng Tết thì ủng hộ em, cảm ơn các chị rất là nhiều. Rồi lạp xưởng thì các chị đẹp nhà em là quá gầm này ha. Lạp xưởng truyền thống là xưởng hầu lô và là xưởng tôm, rất là ngon. Rồi trời trời. Rồi đó, sơ qua tất cả các món đồ ăn. Làm em cũng được nhâm nhi. Khô gà ngon quá. Con chào cô Mai. Rồi, lên bộ này nha cả nhà. Bộ này là form hơi nhỏ nha cả nhà mình ơi. Nên là bộ này em chỉ có 4 size cho mấy chị thôi. Size 4, ủng anh size 2, size 3, size 4 và size 5. Em đang mặc bộ này là size số 2, cái chị bộ này là 140.000 nha, 140.000. Em đang mặc bộ này là size số 2, là size cho các chị 52kg trở lại.
Em đang mặc bộ này là size 2 nha các chị ơi, 52kg trở lại các chị đẹp nha. Em mặc size số 2. Size số 3 là 53-57kg. Size số 3 là size cho các chị 53-57kg nha. Và size số 4 là 58-62kg. Và size số 5 là cho các chị đẹp nhà em là 62-63-67kg ạ. Size số 5 là 63-67kg nha. Rồi, các chị đẹp chốt giúp giùm em, bộ em đang mặc là mã sọc đỏ. Em đang mặc là bộ cách tân nha các chị, em đang mặc là bộ cách tân. Ống rộng giúp em rất là đẹp luôn. Rồi, cách tân ống rộng. Lên giúp giùm em mã này là mã sọc đỏ mà. Chốt em là caro cam. Lên giúp em bộ này là caro cam cả nhà, caro cam. Chốt em bộ này là màu xanh mạ các chị. Chốt em xanh mạ nha. Xanh mạ. Màu xanh mạ rất là đẹp. Ý vàng còn xanh nhỏ nha chứ. Có thể là xanh nhỏ. Cái này nó tới xanh lắm. Lên với em mã này là mã nhí vàng các chị. Nhí vàng em còn được 3-4-5 ha. Nhí vàng em có 2-3-4, em còn được 2-3-4-5 cho các chị đây. Nhí vàng này rất là đẹp. Chốt em mã này các chị, lên giúp em nhí vàng. Chốt em mã nhí vàng nha, nhí vàng. Rồi, cái này các chị đẹp lên giúp giùm em là kẻ đỏ. Chốt em mã kẻ đỏ, các chị kẻ đỏ. Chốt em bộ này bộ beo nâu các chị ơi, beo nâu. Chốt em beo nâu nha, beo nâu. Rồi, lên giúp em mã này là mã sọc các chị ơi. Chốt em mã này mã sọc trắng ạ. Chốt em sọc trắng các chị, sọc trắng. Nhí vàng size số 4 em chốt cho chị Nhiễm Lê. Chị Nhiễm Lê hả? Beo nâu size số 5 cho chị Bích Loan. Bộ này là size nhỏ nha cả nhà. Cả nhà nghe em tư vấn lại size cho các chị nha. Các chị nghe em tư vấn lại size ạ. Bộ này là bộ cách tân ống rộng nhưng mà form nhỏ. Em đang mặc là size 2. Size 2 là 52kg trở lại mặc dừa. Size 3 là 53-57kg. Size 4 là 58-62kg. Và size số 5 là tầm khoảng 63-67kg nha cả nhà. 63-67kg mặc dừa. Bộ này là size nhỏ nha các chị. Size nhỏ. Bộ sọc đỏ 1m50-67kg hỏng dừa nha chị Hoàng Oanh ơi. Nhí vàng hỏng. Bộ này không có size số 1 nha chị Loan Trần. Bộ này em nhắc lại những chị nào vào sau chưa nghe được size nè. Bộ này là bắt đầu từ size 2 trở lên. Size 2 là chỉ có 52kg trở lại nha. Size số 3 là 53-57kg. Size số 4 là 57-58kg-62kg. Và size số 5 là tầm khoảng 62-63kg-67kg mặc dừa thôi. Rồi các chị nghe kỹ lại giúp chị em về cái size nha. Chị Loan Trần nhí vàng size số 2 cho chị Loan Trần. Hộp khô gà, nửa ký mực nước dừa, nửa ký lạp xưởng hồ lô. Góp cho chị Hương Mai. Em đang mặc là mã sọc đỏ chị Long Trần. Em đang mặc là sọc đỏ chị. Bộ này rất là đẹp luôn nè. Em đang mặc là sọc đỏ nha. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh ngọc. Chốt em xanh ngọc cả nhà, 140.000. Bộ cách tân ống rộng rất là đẹp luôn. Bộ này mặc sang lắm luôn á. Hồi nãy gọi nói
cọc đỏ size số 2 cho chế lon tròn. Size 5 mà 67 kg, 1m50 không vừa chị. 67 kg phải cao 1m55 trở lên giúp em. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là mã xanh ngọc nha các chị. Lên giúp giùm em mã này mã xanh ngọc và chốt em xanh ngọc. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã hồng. Rồi em có bao nhiêu họa tiết đây cho các chị nha. Lên giúp giùm em mã hồng các chị, lên giúp em mã hồng. Nhí vàng 63 kg, 1m56, nhí vàng 5 chốt cho chị muôn bé. Nhí vàng 5 em chốt cho chị muôn bé. Rồi em đang mặc là mã sọc đỏ các chị, em dơ lại màu cho các chị một lần nữa nha. Em dơ lại một lần nữa rồi em mặc lại. Em đang mặc là sọc đỏ. Mã này các chị đẹp lên giúp giùm em là mã hồng các chị. Chốt em mã hồng. Lên giúp giùm em là mã ngọc. Bộ này đẹp và sang lắm các chị, mà rất đẹp nha. Rồi lên giúp giùm em là mã ngọc các chị, mã ngọc. Rồi chốt em là sọc trắng. Lên giúp em mã sọc trắng nha các chị ơi, sọc trắng. Em đang mặc là sọc đỏ nha. Bộ sọc đỏ này đẹp lắm các chị. Rồi lên giúp em mã sọc trắng. Lên giúp em là beo nâu. Chốt em beo nâu cả nhà, beo nâu. Rồi kẻ đỏ. Chốt em kẻ đỏ à. Lên giúp em kẻ đỏ cả nhà, kẻ đỏ. Rồi nhí vàng. Chốt em nhí vàng cho chị, nhí vàng. Xanh mạ. Chốt em xanh mạ hả? Lên với em mã xanh mạ. Caro. Cái bộ caro cam này quá đẹp luôn mấy chị nha. Bộ caro cam này đẹp. Lên với em mã caro các chị, caro. Rồi em đang mặc là sọc đỏ. Rồi lên giúp em mã này mã caro nha cả nhà, caro. Xin mã size số 2 cho chế lon tròn, 140.000 một bộ, chỉ hai bé thôi. Chốt vải thun giúp em ha. Đó là bộ cách tân ống rộng giúp em. Rồi lên giúp em bộ này là bộ caro cả nhà, caro. Đẹp quá. Chốt em mã caro cả nhà mình nha, caro. Bộ này size nhỏ nha các chị ơi. Em đang mặc là size 2 là 52 kg trở lại. Các chị đẹp nhà em mặc vừa nha. Size 3 là 57 kg. Size 4 là 62 kg. Size 5 là 50. Size 5 là 67 kg. Rồi lên giúp em bộ xanh mạ các chị, xanh mạ. Rồi cả nhà chốt em bộ này là bộ xanh mạ. Xanh mạ này rất là đẹp. Lên với em mã xanh mạ cả nhà, xanh mạ đẹp xuất sắc. Xanh mạ kèm size giúp em nha, xanh mạ. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Hương Mai ơi. Cho em cân nặng chiều cao đi chị. Tự nhiên cho cái eo không, em không có biết được em canh ha. Cái eo thì nó chỉ là tương, nó chỉ là em canh hồi hào hào cho mấy chị thôi chứ nó không có chính xác đâu. Xanh mạ size số 5 cho chị Thảo Lan. Size số 5 của bộ này là 63-67 kg nha chị Thảo Lan ơi. Size số 5 của bộ này là tầm khoảng 63-67 kg nha chị. Rồi lên giúp giùm em nhí vàng các chị, em đang mặc là nhí vàng. Chốt em nhí vàng các chị, nhí vàng.
nhí vàng kèm size giúp em cả nhà nhí vàng. Bộ này là bộ cách tân ống rộng á chị Ngọc Đức. Bộ này size số 3 là 53 đến 57 kg. Bộ này form nhỏ á chị, bộ này form nhỏ. Bộ này là chị mặc size 3 hoặc là size 4. Bộ này chị mặc size 3 hoặc là size 4 nha. Một bộ là 140 nha chị. Em đang mặc bộ này là size số 2 là có 52 kg à. Bộ này form nhỏ nha chị. Size 2 là 52 kg trở lại mặc vừa, size 3 là 53 đến 57 kg, size 4 là 58 kg đến 62 kg và size số 5 là 63 đến 67 kg. Chị đẹp nhẹ mặc vừa. Lên giúp em mã này nhí vàng đó chị. Nhí vàng. À, còn thiếu bộ màu da chị, bộ màu da này cho em có. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã nhí vàng nha, nhí vàng. Chốt em nhí vàng. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ kẻ đỏ các chị, kẻ đỏ. Cao mét 65. Tự nhiên chị Yên Lâm là cao mét 65 cái vàng 3. Chị cao mét 65 chị nặng bao nhiêu ký chị? Cho em cái số ký nha chứ ơi. Size số mấy chị An Lê là nhí vàng 4 em chốt cho chị Hồng Hạnh Nguyễn Vinh. Size số 4 của bộ này là có 57, 58 kg đến 62 kg thôi nha cả nhà. Cho em mượn lại bộ sọc đỏ nha chị. Bộ này size nhỏ nên là các chị đẹp nhà em để ý giúp em ha. Đây mã này là mã sọc đỏ nè các chị. Cái sọc của nó là xuôi thẳng xuống này rất là đẹp. Lên giúp em mã sọc đỏ nha. Sọc đỏ, em đang mặc bộ này là mã kẻ đỏ. Em đang mặc là kẻ đỏ. Kẻ đỏ là nó sẽ đứt cái này cái nha. Rồi cái này là khác nhau nha các chị. Mà tiếp khác nha. Kẻ đỏ size số 3 cho chị Ngọc Đức. Chị Hương Mai 1m53 mà nặng 58 kg. Chị mặc size số 4 chị. Mặc size số 4 mẫu này nha. 1m65 mà nặng 53 kg. Chị mặc size số 2. Em nhỏ gọn người thì mặc size số 2 nha chị. Nhí vàng size số 2, size số 3. Ok, size số 2, số 3 gì cũng được. Chân em là em 65 là em đang mặc size 2 nè. Rồi, vậy là chị Yên Lâm nhí vàng size số 3 cho chị Yên Lâm. Chị Yên Lâm lên giúp em số điện thoại đi chị. Chị Yên Lâm lên giúp chị em số điện thoại ha. Nhí vàng. Nhí vàng có số 5 không có chị. Da 2 cho chị Diệu Trịnh. Không có mã nâu chị Diệu Trịnh ơi. Yeah, hồng 2 cho chị Diệu Trịnh. Beo nâu size số 2 cho chị Diệu Trịnh. Da 2 có cái mẫu á. Da 2 hết rồi. Da 2 hết rồi nha chị Diệu Trịnh ơi. Em còn từ da 3 trở lên nha chứ. Em còn từ da 3 trở lên. Em đang mặc là size 2 đó các chị. Chị nào mà tròn người tí xíu thì có thể lên size 3 giùm em nha. Em lấy số điện thoại của chị. Em thấy số điện thoại của chị Yên Lâm. Kẻ đỏ size 3 cho chị Yên Lâm. Nhí vàng size 5 cho chị Thảo Lan. Mét 67, 60kg mặc size 4 chị Nguyễn My ơi. Mặc size 4 nha chị. Sọc đỏ size số 4 cho chị Hương Mai. Bộ này là form nhỏ các chị. Size số 2 em đang mặc là chỉ có 52kg trở lại thôi. Size số 2 em đang mặc là 52kg trở lại. Size số 3 là 53 đến 57kg nha. Size số 4. Size số 4 là 58kg đến 62kg. Và size số 5 là tầm khoảng 62, 63kg đến 67kg mặc vừa. Ví dụ chị nào 67 kg cũng phải cao 1m55 trở lên á. Kẻ đỏ ba mình hết rồi, mình chỉ có sọc đỏ thôi chị Yên Lâm. Rồi chị Yên Lâm ơi, kẻ đỏ ba em hết rồi, em chỉ còn sọc đỏ thôi nha. Vậy là chị được có một bộ nhí vàng thôi, chị chốt qua cái mã khác với em ha. Rồi mã da với em đó chị. Dạ này không có lên đầm chứ ơi. Mã xanh ngọc với xanh mạ size số 3 em chốt cho chị Lưu Thuyền. Da 3 chị chịu chỉnh đổi qua da 3 luôn chứ. Nên bên da 3 là đây là chị Yên Lâm da 4 chứ. Da 3, da 3. Da 3. Chị chốt da 2 hết rồi, chốt lên chốt lên da 3. Ok, chế Thủy Phạm. Sơn thủy trắng size số 2 thì em còn đó chị. Em chốt cho chị An Lê một bộ sơn thủy trắng, bộ cách tân 145.000 size 2. Bộ em đang mặc là 140 chị Nguyễn Mai ơi. Bộ này chị mặc không vừa, chị thì là Thùy Lâm ơi. Bộ này chị mặc không vừa, da 3 chốt cho chế Ngọc Đức. Da 3 còn đúng không chị? Nãy giờ mấy bộ, 2 bộ rồi. Dạ. Da 3 cho chị Ngọc Đức.
Ăn chị My Tiếu Phạm Thị là bơm hàng rồi chứ. Lên giúp dùm em bộ này là mã da, cái chị lên giúp em là da nha. Lên giúp dùm em là mã da cả nha. Dạ không, chị Thanh Lan Thanh, đó chị có mấy cái màu em đưa cho chị. Rồi em đang mặc bộ này là bộ kẻ đỏ nha, cái chị chốt em mã kẻ đỏ. Chốt em kẻ đỏ cả nha. Rồi bộ này lên giúp em bộ beo nâu. Hồng hai của chị Dự Trịnh có rồi. Chị Dự Trịnh có hồng hai rồi đúng không bé? Kiểm tra giùm chị. Có rồi nha chị ơi. Rồi lên giúp giùm em beo nâu cả nhà. Chốt em beo nâu ạ. Chị Huynh bé là đơn hàng hồi nãy là chị có một bộ em đọc tên rồi đó chị. Chí vàng xe số 5 em chốt cho chị rồi đó. Mã da xe số 3 mình còn không chị? Da 3 cho chị Yên Lâm. Là em hết da 3. Một bộ nhí vàng xe số 4 cho chị Nguyễn My. Nhí vàng xe số 4. Nhí vàng xe số 4. Chớ em bộ này là bộ beo nâu cả nhà, chớ em beo nâu ạ. Vậy là mình còn bộ da ba. Ba nó tới ba bộ. Bốn bộ, bộ mẫu nha. Rồi lên giúp chị em bộ này ạ. Chớ em bộ beo nâu cả nhà, beo nâu. Chớ em bộ beo nâu cả nhà mình nha. Beo nâu kèm size giúp em cái chị size 2 là 52kg trở lại mặt vừa. Size 3 là 53 đến 57kg. Size 4 là cho các chị đẹp nhà em là 57-58kg đến 62kg. Và size 5 là 62-63kg đến 67kg mặt dừa. Nhí vàng hồi nãy chị có rồi. Bây giờ em lấy cho chị thêm một bộ da. Bộ da size số 5 mình còn nha chị. Còn da 5 cho chị Muôn Bé. Nhí vàng size số 5 chị còn. Còn một. Nhí vàng 5 cho chị Hạnh Trần. Beo nâu size số 2 cho chị Ngọc Diễm. Size số 2 của bộ này là 52kg trở lại thôi nha cả nhà. Bộ này là form nhỏ nha, nên các chị lưu ý giúp em là chốt lên size so với những cái hàng khác nha các chị. Mấy cái hàng khác ví dụ các chị mặc size 2 thì cái này các chị lên size 3 giúp em. Rồi lên giúp giùm em bộ này ạ. Bộ này lên giúp giùm em là mã sọc trắng cả nhà, sọc trắng. Bộ này form nhỏ nha các chị, em đang mặc là size 2 52kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em bộ này cả nhà mình ơi. Bộ này chốt giúp giùm em là mã sọc trắng nha. Ví dụ mà nó có hơi ôm các chị cũng có thể nhả bên nha giùm em cũng được nha. Cái bốn cái bên, hai bên trước và hai bên sau, em nhấn cái bên này cũng khá là sâu á. Họ nhấn hơi sâu tí xíu á các chị. Sọc trắng là số 3 em chốt cho chị, chốt cho chị Ngọc Đức. Rồi lên giúp em mã sọc trắng cho cả nhà, sọc trắng rất là đẹp ạ. Chốt em sọc trắng. Chiều nay như muốn bệnh như cái chèn lên nhức cái đầu mà nó khó chịu. Ngọc hết hai hả chị? Còn Ngọc em còn từ size 2 trở lên nha cả nhà. Lên với em mã này là mã Ngọc đi cái chị. Em đang mặc cái này là size 3 luôn đó mấy chị. Size 3 là 53 đến 57kg thôi nha. Các chị nhớ lên size giùm em nha. 140 một bộ nha chị Ngọc Diễm. Chị Ngọc Diễm mặc size 2 vừa không chị? Bạn mấy bạn chốt đơn nó hồi sáng chị mới xả size 2, bây giờ chị lên chị chốt size 2 nữa. Ngọc 4 cho chị Hồng Hạnh Nguyễn Vinh. Chị Ngọc Diễm phải chỉ không mới. Chưa nốt hả? Chị Ngọc Diễm cho em lại cân nặng chiều cao đi chị, hồi sáng mới xả đơn đó. Size 2 chị nói chị mặc không vừa đó, giờ cho em lại cân nặng chiều cao đi. Chốt về mà không vừa hoặc là xuống tả nữa mất công chứ.
Xe số 4 là cho các chị đẹp nhà em 5, 7, 5, 8 kg tới 6, 2 kg mặt vừa. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Chốt em mã này là mã Ngọc các chị. Ngọc. Chốt em mã Ngọc cả nhà mình nha, mã Ngọc. Rồi lên giúp em mã này là mã Hồng các chị, mã Hồng. Ngọc 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Có nhầm khách khác không? Có nhầm khách khác không hả? Để em hỏi lại bạn nha. Tại bạn nói chị là khách mới. Để em coi nha. Ok chị. Nhưng mà size 2 là chị mặc vừa đúng không? Size 2 là 52kg trở lại nha chế. Ngọc 2 em chốt cho chế Long Trần. Chị Phạm Thiện Huệ lên giúp em cân nặng và chiều cao chế. Vải thun nha chị ơi. Hồng 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Chị Phạm Thị Huệ ơi, beo nâu cho em cân nặng chiều cao nha chị ơi. Rồi lên giúp em mã Hồng đi cả nhà, mã Hồng. Ơi chị mua 2 bộ, có áo xe 4, quần xe 3, chụp hình gửi qua giùm em đi chị Tươi Bùi ơi. Chụp hình gửi qua giùm em đi. Là chị mặc size số mấy? Chị mặc size số 3 hay là chị mặc size số 4? Ví dụ như chị mặc size số 4 mà cái quần size số 3 đó chị mặc vừa không? Tại quần size 3, size 4 thì nó cũng xem nhau xíu à. Nếu mặc vừa thì chị để chị mặc, còn nếu mà không được thì gửi lại cho em. Em đổi lại cho chị. Nhiều khi ship bị lộn đó chị. Lên với em mã này là mã Hồng nha các chị, mã Hồng. Lên với em mã Hồng nha. Lên với em mã Hồng cả nhà ơi, mã Hồng. Làm xưởng chị My Nguyễn là đặt hồi nào chứ ơi. Chị Phạm Thị Huệ lên giúp em cân nặng chiều cao đi chứ ơi, em lấy size cho nó nhanh ha. Bộ này là size nhỏ nha. Chị có việc đủ màu size số 3. Ok chứ Ngọc Đức. Cái đất màu gì với màu gì à? Em coi chị Ngọc Đức có màu gì rồi chưa có cái gì đấy cho chị. Ok luôn, chị chưa có. Chị Ngọc Đức chỉ mới có mã da với mã đỏ. Mã Hồng nãy giờ chị chốt 4 5 bộ rồi đó, em coi kỹ lại đi. Chị Ngọc Đức. Mã Hồng có mã Hồng. À mã này nữa nè. Rồi 4 bộ rồi đó. Cái màu caro kìa, màu caro. Sọc đỏ. À bộ này. Bộ sọc đỏ nãy chị Ngọc Đức có chưa? Sọc đỏ nãy như chị Ngọc Đức có rồi á. Beo nâu. Beo nâu. Beo nâu với nhí vàng chứ. Đúng rồi. Màu bông mới đúng. Rồi ok. Màu ok chứ Ngọc Đức. Ý em hỏi là chị Tươi Bùi á, là cái áo size 4 đó là chị mặc vừa rồi mà cái quần size 3 đó chị mặc vừa không? Nếu mà chị mặc cái quần size 3 đó không được thì chị gửi lại cho em chị nha. Tại vì có nhiều chị là mặc ví dụ như là mình không có mông nhiều thì size 3 mình mặc vẫn được. Còn nếu mà mặc không được thì gửi lại cho em đổi nha chị nha. Khi nào có mà báo đâu chế, có nghĩa là mấy bạn nhà em gọi chốt đơn cho mình là mấy bạn nhà em sẽ chốt cho chị luôn, là hàng về là mấy bạn nhà em sẽ gửi luôn chứ không có gọi lại nữa. Còn nếu như mà chị nói là gọi lại á, là không có còn hàng để gọi lại đâu. Cái chị hiểu không? Cái chị lưu ý giúp em ha, nghe kỹ mấy bạn nhà em nói nha mấy chị. Có nghĩa là lạp xưởng là em nhận đơn ở trên line, em sẽ mấy bạn nhà em sẽ gọi sát nhận đơn với cái chị. Là ví dụ như chị A đặt 2kg, chị B đặt 2kg gì đó, rồi em tổng hợp lại
em tổng hợp lại em mới đặt qua lò, lò mới gửi qua cho em đúng cái số lượng đó thôi chứ em không có đặt dư. Đúng cái số lượng đó là về em trả cho mấy chị nha. Rồi xong rồi về là em trả cho cái chị đẹp nhà em, là em gửi đi luôn chứ em không có gọi lại nữa, chứ không có hàng về mà em gọi cho mấy chị, nên mấy chị lưu ý giúp em tôi chốt đơn như thế nào nha. Tổng kết thì sao mà tổng kết từ view ra mà lần nào chị đặt dư về trả đơn cũng thiếu hết trơn á, chị không hiểu luôn á. Tổng kết từ bill, từ cộng cái bill, từ cái bill ra rồi xong rồi chị đặt hàng về và đặt dư, không đặt cái nội này cũng dư trên là hàng về cũng thiếu này. Chị My Nguyễn có một đơn đang giao không có thu tiền, chị My Nguyễn là cái đơn hàng đó là chị My Nguyễn đặt đồ hay là đặt gì? Nếu như mà chị My Nguyễn đặt đồ là cái đơn hàng đặt tưởng là chị chưa có nha. Cái chị đặt gì, cái chị đặt số lượng với mấy bạn nhà em luôn đi, rồi hàng về mấy bạn nhà em sẽ gửi cho mấy chị, chứ em không có về số lượng dư xong rồi á là em mới trả đơn cho mấy chị là không có, nên mấy chị lưu ý với em ha. Tại vì những cái mặt hàng đó là những mặt hàng tươi nên là em gửi đi liền về, em đủ số lượng em gửi thôi. Chị Phạm Sòi lên giúp dùm em cân nặng và chiều cao. Chị Phạm Thiện Huệ lên giúp em cân nặng và chiều cao luôn. Nếu mà chị đã chuyển tiền lạp xưởng rồi thì cái đơn hàng đó là cái đơn hàng em thấy có một đơn đang giao đó chị. Chị coi giùm em có lạp xưởng không nha, có một đơn không đồng đang giao đó. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da các chị, mã da. Một bộ hồng size số 5 cho chị Nguyễn Thị Kiều. Sọc trắng size số mấy chị ơi? Chị cứ chốt đi, còn thì em chốt, không có còn thì em sẽ báo nha. Còn nếu mà chị hỏi thì chị cho em biết cái size của chị luôn. Còn nhưng mà nhiều khi không có còn ngay cái size của chị á. Rồi lên giúp dùm em mã này là mã da các chị, chốt em mã da nha. Size số 5 của bộ này là tầm khoảng 62 63 kg đến 67 kg nha cả nhà, bộ này là form nhỏ nha. Rồi lên giúp em mã này là mã da đi các chị. Mã da rất là đẹp luôn. Em đang mặc là mã hồng, các chị đẹp chốt giúp em ha, mã hồng. Bộ này là form nhỏ nha các chị ơi, size số 2 là 52kg trở lại mặt dừa. Size số 3 là 53 đến 57kg, size 4 là 57-58kg đến 62kg. Size số 5 là cho các chị đẹp nhà em là 62-63kg đến 67kg mặt dừa. 62kg chị cao bao nhiêu chị Nguyễn Thị Kiều? Ok chị, 62kg mà size 5 là ok rồi đó. Số 3 của bộ này là 53 đến 57 kg nha chị Ngân Xuyến nha. Sọc trắng em còn một bộ size 3 đó chị. Sọc trắng em còn một bộ size số 3. Rồi em đang mặc mã hồng, các chị lên giúp em ha, bộ này là giá 140. Chị Diễm chỉ nói em bị lộn kìa bé Quyên, không đâu phải chị đâu. Ngọc Diễm á. Không 932. Hai bắt mắt
là bộ này là 63 đến 67 kg. 62 63 kg đến 67 kg. Em dơ lại cho các chị một lần nữa xong rồi em offline nha các chị ơi, có gì tối em like tiếp nha. Không có hồi diện hủ làm ta lén lén ta đi tối để cho ta like. Em lộn á, không phải chị, tối chị không có đường. Giá 140 ngàn một bộ chị. Da sơ số 4 cho chị Gia Quyền. Chị Gia Quyền ơi, bộ này size số 4 là tầm khoảng 57-58kg đến 62kg nha các chị. 62kg nha. Giá 140 ngàn một bộ. Các chị nghe kỹ size em đọc rồi chốt nha các chị ơi, để về mặt không vừa nha, bộ này form nhỏ nha. Rồi lên giúp em mã này là mã da, em dơ lại cho các chị xem nha. Mã da rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã da các chị. Chị Nguyễn Diền lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Em đang mặc là nguyên bộ chứ không phải là áo chứ ơi. 60kg là mặc size số 4, ok chị Gia Quyền. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã trắng nha chị. Sọc trắng, chốt em mã sọc trắng nha. Lên giúp em mã sọc trắng cả nhà. Em dơ bông, em dơ họa tiết lại này chị chọn giúp em đi chứ Gia Quyền. Lên giúp em mã sọc trắng nha chị, sọc trắng. Rồi nhí vàng, bộ nhí vàng này đẹp lắm nè chị. Lên với em mã nhí vàng cả nhà. Nhí vàng hiện tại em còn được 24 rồi. Hết 3 với 5 rồi. Nhí vàng hiện tại em còn được size 2 với size 4 thôi nha. Rồi chốt em nhí vàng sọc trắng size số 4, chốt cho chế Gia Quyền. Bộ cách tân ống rộng các chị rất là đẹp luôn. Rồi lên với em mã này là mã ngọc các chị, mã ngọc. Chốt em mã ngọc nha, cho em cân nặng chiều cao đi chị. Em không có canh theo eo nha, eo canh không có chuẩn. Cho cân nặng chiều cao giùm em đi ạ. Mét 58 là nặng 54kg là chị Nguyễn Diền mặc size số 3. Mặc size số 3, mặc size số 2 không có vừa nha chị ơi. Chị đồng ý thì chị lên giúp giùm em là size 3, lên giúp em mã đồ kèm theo cái số 3 ở phía sau và kèm theo giúp giùm em số điện thoại trên cùng một bình luận. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã ngọc các chị. Mã ngọc, chốt em mã ngọc nha, mã ngọc. Bộ này là form nhỏ, em 1m58, em 48-49kg. Eo em 65 là em đang mặc size số 2 đó. Nên nếu chị vui lòng cái chị lên size giùm em đi nha. Cái bộ nào form nhỏ thì em sẽ nói form nhỏ, mấy chị mình chốt đúng size giùm em ha. Chứ các chị đừng có ngại ở chốt size bự rồi sợ, rồi mình sợ là mặc không vừa nha. Tại vì cái form nào nó tùy theo form đồ nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha. Chốt em mã này là mã caro, lên giúp giùm em là caro các chị. Caro cam rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em xanh mạ. Bộ xanh mạ này rất là đẹp nè các chị, chốt em xanh mạ. Thà nó thoải mái tí xíu về cái chị nhấn band đồ vô nó dễ chứ chọc không có chỗ nào nới hết. Rồi lên giúp giùm em xanh mạ cái chị, xanh mạ. Rồi kẻ đỏ cả nhà mình ơi, chốt em kẻ đỏ cả nhà, kẻ đỏ. Chốt em mã kẻ đỏ hả, kẻ đỏ. Rồi sọc đỏ. Rồi em hết nha các chị. Hình như thiếu bộ beo nâu hả chị. Chốt em mã sọc đỏ cả nhà mình ơi, sọc đỏ rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã sọc đỏ nha, sọc đỏ. Rồi bộ này chốt giúp giùm em beo nâu, chốt em beo nâu ạ. Beo nâu sọc đỏ size 4 chốt cho chế Gia Quyền. Rồi lên giúp giùm em bộ này là beo nâu cả nhà, beo nâu. Chốt em mã beo nâu rồi em hết nha các chị. Chiều nay like mẫu này thôi nha các chị ơi. Tự nhiên em đuối quá, em nhức đầu quá trời luôn nè. Tối có gì lên tiếp nha mấy chị. Hồng size số 4 cho chị Trần Trương. Size số 4 của mẫu này là 57-58kg đến 62kg nha chế Trần Trương ơi. Bộ này là form nhỏ nha chế. Beo nâu size số 3 chị Phạm Thị Huệ. Chị Phạm Thị Huệ cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị?
Caro size số 5 nên chốt cho chị Hảo, chị Hảo chồng. Size số 5 của bộ này là 62, 63 kg đến 67 kg. Sọc đỏ size số 3 chị Son Thái có lên size chưa? Size 3 của bộ này là 53 đến 57 kg thôi nha. Nhí vàng em hết size số 5 rồi chị. Bộ con đang mặc là giải thun nha cô ơi, giá 140.000 một bộ. Chị Trần Trương là 1m56, 60kg, là size 4, ok chứ Trần Trương. Các chị khách mới lưu ý giúp em cho em cân nặng chiều cao một cái cho chắc ăn nha mấy chị ơi. Bộ này không có size của chị Tiết Mai ơi. Rồi em đang mặc là mã hồng nha các chị, em đang mặc là mã hồng. Đây, em đang mặc là mã hồng các chị. Chị Ngọc Diễm muốn dồn đơn thì nói với mấy bạn chốt đơn nha chị ơi. 1m50 chị mình bao nhiêu ký vậy chị Nguyễn Toàn? Chị 1m50 chị bao nhiêu ký cho em cái số ký luôn chị ơi. 1m50 chị không có cho số ký, em không có chốt cho mình được. 1m50 về có dài thì lên like giùm em nha, lên like bình thường nha mấy chị, không có bị mất form đâu nha. 1m48 về là phải lên like quần like áo luôn nha chị Tâm Thảo nha. 1m48 43kg thì mặc size số 2. Bộ này size 2 là size nhỏ nhất rồi đó chị. Màu hồng size số 3 chớp cho chế Nguyễn Diền. Dạ, bộ này form nhỏ chứ ơi, không có form bự. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị. Về áo các chị có thể lấy các chị mặc với quần đen cũng được. Quần đen ống ôm á, chị nào thích mặc với quần ống ôm thì mặc với quần đen ống ôm cũng rất là xinh. Vải thun chị ơi. Chị Trần Trương cân nặng chiều cao là bao nhiêu chị? 1m56, 60kg chị mặc size 4 là được rồi. Mặc size 4 được rồi nha chị ơi. Còn chị thích thoải mái hơn thì giờ chị cứ nhả nhẹ cái bên ra giùm em. Cái bên nhấn sâu á. Số 5 thì nó rộng lắm. Mét 65 nặng 62kg mà size số 4 chị quay về ký ức size số 4 bộ này nha chị. $140.000 một bộ. Bộ này là bộ cách tân ống rộng cái chị đẹp nhà em à. Mặc rất là sang luôn nha các chị. Em là 1m58 nha, em 48kg, em đang mặc size 2 á. Size 2 là 52kg trở lại mặc dù. Chị Nguyễn Toàn 62kg 1m50 là size số 5. Ok, một bộ bột sọc với một bộ sọc. Chị lấy sọc đỏ hay là sọc trắng chị Nguyễn Toàn ơi? Chị lấy sọc đỏ hay là sọc trắng chị? Với em lấy cho chị một bộ caro cam, chị lấy bộ sọc nào? Em đang mặc là giả thun nha cả nhà. 70kg không có chị Nguyễn Lan ơi. Bộ này không có size 70kg. Khán giờ ăn cái gì giống như bị trúng thật vậy. Mới xuống. Ê xuống. À, có một miếng. Ừ. Có vậy mới nằm mà chả chị ngủ mà. Mã hồng xe số 4 em hết chứ đẹp ơi. Hồng xe số 4 em hết trơn rồi. Sọc cam hả? Sọc cam là bộ caro cam, là chị lấy một bộ một quá đúng không chị? Em chỉ có caro cam với lại là sọc đỏ. Sọc đỏ, sọc trắng với kẻ đỏ nha, chứ không có sọc cam nha chết. Vậy là chị có một bộ một nha, caro cam. Rồi em up like ở đây cả nhà ơi, cả nhà cứ tua nhanh lại cái chị coi cái like này đi, thay lấy thêm bộ gì thì nói với bạn nhà em lấy. Em cảm ơn cả nhà, tại trưa nay em đuối quá không có lên thêm mẫu nào cho mấy chị nữa hết á. Không có ra Việt Nam có lên tiếng trên cái đầu. Nói khỏe thì em lên tiếp cho mấy chị nha. Bye bye cái chị đẹp nhà em. Đơn này mấy bạn nhà em gọi chốt luôn nha các chị ơi. Gọi chốt đơn cho các chị có đơn để điện thoại giúp giùm em nha.
Tại hàng tết là em đi nhanh cho mấy chị để mấy chị nhận hàng coi mình mặc có ok không, để tuần sau về hàng, tuần sau em về hàng nhiều lắm. Bà Ba rồi bà Lai nhiều lắm nên là cái chị mua thử đi để coi form dáng như thế nào, để có gì tuần sau mình lên mình mua tiếp chị nha. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bộ em mặc giá 140 nha chế. Em ớt cái like này, cái chị có thể là coi lại like để coi có thể mua thêm cái mẫu nào thì nói với bạn nhà em lấy. Em cảm ơn cả nhà.